Vụ sập tường ở khu công nghiệp Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai chiều 14 tháng 5 gây hậu quả nghiêm trọng làm 10 người tử vong và 14 người bị thương. Nói về vấn đề này, các chuyên gia luật cho rằng cơ quan chức năng cần phải sớm tìm ra nguyên nhân, xác định những người có trách nhiệm dẫn tới vụ tai nạn này. Chiều 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng công ty AV Healthcare, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Trao đổi với phóng viên BLOTV về vụ việc này, luật sư Kim Ron Tha, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định đây là vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Các cá nhân tổ chức sau đây có thể phải chịu trách nhiệm như chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, nhà thầu, ban quản lý dự án. Sau đó, cơ quan chức năng buộc họ phải dừng thi công và có trách nhiệm hỗ trợ người lao động và người nhà của người lao động trong công tác cấp cứu lao động, chi phí cứu chữa ban đầu, chi phí mai táng nếu có. Hiện nay thì theo thông tin thì cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố vụ án. Đó là nguyên tắc ban đầu. Đó. Cái công việc ban đầu nhất là điều tra vụ án, ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, để xác minh và sau đó có kết luận. Đối với nếu phát hiện là trong quá trình thực hiện cái việc thi công xây dựng đó mà phát hiện cái cơ quan tổ chức cá nhân nào có hành vi vi phạm dẫn đến là cái tường bị sập và gây thiệt hại là chết 10 người. Thì đối với trường hợp này thì nó liên quan đến cái điều 298 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó là cái điểm A khoảng 3 là quy định là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm. Điểm A nó quy định rằng là làm chết từ 3 người trở lên. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định là đối với người phạm tội thì có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1 năm cho đến 5 năm. Đấy. Thì trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra mà điều tra được là phát hiện có hành vi thì bắt buộc thì tiến hành khởi tố ở điều khoản mà tôi vừa mới nêu. Nếu trong trường hợp mà trong quá trình điều tra xác minh mà không phát hiện được là có cá nhân tổ chức nào vi phạm thì điều đó thì không có cái động tác, không có cái hoạt động là tố tụng là khởi tố bị can xảy ra. Qua xác minh ban đầu, công ty AV Healthcare đã ký hợp đồng xây dựng với công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga, đóng tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, do ông Hà Huy Hải, sinh năm 1964, làm giám đốc. Diện tích xây dựng 5.747m2, với tổng trị giá hợp đồng 11,5 tỷ đồng. Được biết, những công nhân làm tại công trình đều không được ký hợp đồng lao động. Theo luật sư Nguyễn Văn Nhàn thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đối với một công trình xây dựng thì nhà thầu thi công và đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp và an toàn lao động phải luôn đảm bảo an toàn lao động cho người lao động của mình. Công tác trang bị bảo hộ lao động, dàn giáo, lưới chắn an toàn công trình là những điều bắt buộc mà nhà thầu thi công phải thực hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho công nhân trong quá trình thi công, nhất là công trình cao tầng. Nếu nhà thầu thi công vi phạm thì phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn lao động này. Vấn đề công nhân chưa được ký hợp đồng lao động cũng chỉ là một trong những vi phạm pháp luật lao động khi cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của nhà thầu thi công, đơn vị sử dụng lao động trong việc bồi thường trách nhiệm dân sự về bảo hiểm theo chế độ quy định pháp luật lao động hiện hành. Trách nhiệm hình sự của người có trách nhiệm là nhà thầu thi công chủ yếu căn cứ vào công tác triển khai an toàn lao động có đầy đủ hay không. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.